Đây là nhóm đối tượng trộm cắp chó mèo chuyên nghiệp, có tổ chức, đã hoạt động thời gian dài ở nhiều địa phương khác nhau với phương thức thủ đoạn tinh vi nguy hiểm, thể hiện bằng việc phân công nhiệm vụ cụ thể từng khâu khép kín cho từng đối tượng, từ chuẩn bị công cụ phương tiện, thực hiện hành vi trộm cắp, làm thịt và tiêu thụ. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hân Hô Channel các bạn. Hôm nay, hôm nay mình với Hóa hai thằng mới ngủ dậy các bạn. Bữa giờ các bạn biết cái ông áo xanh mà bữa giờ ông hay kêu mấy mình đi là vô video mấy mình đấy bạn. Bóng thấy mình quá đẹp trai, ai biết cái số của ông trời, ông tạo anh ra để xét gái. Ngó qua bên này em này kết, ngó qua bên kia em kia chơi. Đây là anh nhật cốt của số mình nha các bạn. Nói chung là anh năm nay anh 30 mấy tuổi rồi á, mình không biết. Anh ngang tuổi anh Hân các bạn. Tại anh chí cốt của anh Hân các bạn, nhìn mạch đúng không? Có hồ nào giống mày. Nói chung anh Nhật đây anh tàu các bạn, hồi nhỏ anh đi ăn cắp gà, ăn cắp vịt đó, người ta ở... Ai biết xung trên xung dưới, ai biết đó. Quay gì vậy, quay gì. Anh Nhật anh tàu đó các bạn ơi. Nói chung là vô công việc nuôi chứ anh Nhật. Đâu? Vô bắt con cu. Con cu năm nó có nó ở nhà mà biểu vô bắt con cu. Nó kêu mấy anh em mình bắt con cu á, về làm thịt ăn, tối nay nhậu cuối tuần này. Bắt gì chứ đâu? Cái gì? Hello các bạn, nói chung là Nam nó kêu mấy mình vô nhà nó các bạn. Nhờ anh Nhật này, anh Nhật anh giỏi á, hồi giờ nhỏ anh đi ăn trộm gà, trộm vịt quen rồi. Biết làm. Bây giờ anh đang trộm nhanh lắm. Vô đây bây giờ vô bắt không mày, giống như vô ăn trộm. Vô đi anh Nhật. Vô đi. Vô bắt đi. Vô bắt đi. Mày hỏi thứ rồi. Bà nào ơi, Nam đâu rồi nào? Dạ, Nam nó kêu con vô bắt con cặp cu của nó, cu con của nó nào. Nhật vô vào giường đi. Ra giường ta bắt đi. Anh vô anh bắt cái sao? Bắt cặp chỗ nào đâu? Nè thì vô cái con cặp cu con á. Tóc này anh em mình đây đây. Ông thích bắt nào đấy? Cặp nào đâu mày? Đấy ông thích cái nào? Thì nói chung bắt cái nào đấy? Anh muốn bắt con nào bắt, con nào to là anh bắt. Bắt cái gỗ ở chỗ. Đây gỗ đây. Bắt cái gỗ à? Đồ, thứ chuyên nghiệp của người trong ngờ Thái. Không cầm luôn đi chứ. Đờ. Má tay bách khéo. Đúng rồi, trộm gà đồng chí quen rồi. Nói chung là anh giờ còn nhỏ anh đi ăn trộm gà các bạn. Nói chung tuần nào anh cũng lên phường anh ngầu uống nước trà đấy các bạn. Bà chế đi. Anh ăn cắp hay đó các bạn. Anh lựa gì anh ăn cắp dưới 2 triệu là anh ăn cắp. Trên 2 triệu tù rồi. Trên 2 triệu cho nó bắt ở tù mà. Mà Nam nó đúng thiệt là Nam nó biểu rồi bắt đi. Coi sao bây đi. Nó bắt đi. Dạ nó biểu em bắt cặp cua rồi. Bởi là nó nói là lên bắt cái cứ có lên về làm thật bắt lắm. Đây đây, chờ giờ anh làm nấu nướng vậy. Con. Đi. Cầm giấy luôn chứ gì đâu mà. Gần ồn mà. Ở đây các bạn, đây là mình design cái anh đây ảnh chuyên bắt trộm gà, trộm vịt. Số mình cũng ngon ngon các bạn ơi. À, cũng ngon á. Ngon ngon. Mình nhìn cái mặt Nhật mình ăn cơm không vô luôn mọi người. Ê Nhật à, mà hồ thôi, hồi vụ quá bữa cái bà trên kia. Bà ớt hồn nè. Sao mà đế gì vậy Nhật? Rất không ngon quá. Rất không ngon quá. Quay ở đây vô. Bà đâu? Bà đang rửa cái bàn cu. Bác tặng mình nó làm vậy nó bị. Làm món gì vậy Nhật? Ừ. Làm món gì vậy? Tao muốn làm cu vậy đâu, còn mày làm cái gì mày làm biết đâu quá. Ăn nói chung là chiều giờ mấy anh em mình cũng làm cặp chim đây cũng ngon gừa, nói chung là anh Hân giỏi á, anh Hân làm cặp chim đó. Thôi nói, đậu làm ra. Thằng Nhật... Hóa nó đang chiên, thằng Nhật nó bóc lên trên nầu nó ăn đậu, tao nói tao quỳ tao lạy mày. Nhật làm gì bóc ăn mày? Thì bóc ăn thử nó ngon thì bóc ăn miếng chứ làm gì đâu mà chơi mày. Anh có làm miếng là gì chơi rồi nói. Tính tạm ăn lắm là làm gì cứ với tao ăn. Mày làm ăn lắm. Mày ăn mấy làm cho ăn miếng nào đi mày sao mà nhá xương ra sao mà nuốt cục xương không mày? còn cái cục này rồi các bạn phải không? Là chí vậy đâu quá mà sao thằng chủ chim này sao nó không xuống trong quận Nam chị quận Nam xuống chưa chị cái chim của nó cho mà đi trời quận ai cái chim Nam cho chứ ai cho nè anh tưởng chim mua hả
Nam cho mà. Thế. À, tối nào chiều đấy gọi. Tối nào chiều mà đem xuống nhà tao mà kêu chim mua vậy mình định. Thì lúc đó chiều khác còn ấy nó giận giận tao cho chim tiền đâu mua vậy? Thôi bất láp, giải mà kêu ăn nhậu giải mà lấy đi. Bây giờ phải kêu đừng gọi Nam nữa chứ, đừng gọi Nam nữa chứ. Để tao có biết ở đâu. Alo Nam ấy Nam. Chạy 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 qua nhanh hơn đi, nhanh đi tốc rồi. Rồi. Ok ok. Quay thì chim. Ừ. Rau. Nó chạy qua liền hả? Thiệt, nói chung là chim của nó. Nhưng mà chim này nó cưng lắm. Nhưng mà tao nghe kêu nhà nó chim giống gì mà chim. Thì chim nhà nó thiếu cha, chim mà quy một tuần chim. Ôi, chim giống gì, cha nó nhậu đại. Nói chung là hello các bạn nha. Nói chung là đây là ảnh nhật của số mình đấy bạn. Chim trộm cha, trộm chó, trộm vịt, trộm heo. Nói chung là cái tàng. Cái con gì á là ảnh nhật ảnh quốc hết đấy bạn. Nói chung là tay ảnh nhanh lắm, ảnh vô ảnh xẹt. Bình học lớp á, học thằng Nhật học chung lớp anh. Mà nói thiệt, cớ gì vậy, câu chuyện của nó là mày đứa xa ra tao sợ quá. Mày đứa chọn món nghe hô nữa. Mỗi lần mà nói gì Nhật anh nói thiệt, không có từ nào gì ta. Wow. Mưa gái nè, wow. Tham anh nè. Nghĩ sao bộ con gái gì mà nó nhét cái bánh mì vô trong cái mông đít mà nó dỡ ra như cái bánh vậy mà thôi nó lấy bánh mì ra mà tao nói thôi chịu đâu. Làm gì mày cánh cửa tao thám chứ mày. Có sao chịu vậy chứ? Tao có tính đâu. Đúng không? Anh được anh có tính đâu. Chặt chặt. Không mà được cái là nó làm sao đó ngớp. Làm sao đó mà đó. Có không? Rồi. Với tụi bạn uống sao đó. Đúng vậy sao đó. Tướng này là sao đó rồi ngon tay. Quay. À đổ lâu như ba đổ mà nhét cái nó liều nào. Chém chém giấy anh à. Chém rồi chứ nào đi liều. Cho em. Anh nhậu lâu không. Chim gì? Mơ nấu ở đây mà đó. Mơ nấu này. Mơ anh nhập mà bánh hai quả. Thế. Nhắm nhau. Không đi làm ruộng mà hai. Nói chuyện tiếp. Anh miếng đi em ăn thử ngon không? Này. Nó ngon. Cô anh nói mày cái gì ở đây? Tao nói mày tiếc bao không mà cào luôn vậy rồi này. Rau đâu? Ở đâu vậy? Dạ. Rồi mày cũng rốt cái gì mày cũng lẻ mày. Giúp cho nó như này. Tờ lã đúng không hả? Làm miếng cho nó ngon. Làm miếng cho nó ngon. Thuộc thế này ngon này. Ê ê ê. Cái gì anh rung rung vậy mày? Wow. Nó chưa nhai được biết ngon. Ngon ghê. Tờ lã ngon. Làm chi đây là nghiệp nó. Bánh hai con đang động cành bánh rớt. Rớt hai con. Đúng rồi. Hai con rớt còn hai con. Rồi chứ mày tưởng đạm đầu. Ít rớt. Đấy gì dạo mày. Ủa, ông ấy chắc giỏi nhưng mà ông không biết gì giỏi. Ờ, mày chưa biết tay ngồi đâu. Mà ông bốc tay dẫn mày coi tay ngồi chiên, đâu. Chiên bánh kẹt rồi. Mà thấy ngon không? Ngon cái gì hả? Chị chè ngon. Bữa nào bếp con gì à? Tại bánh chẳng phải tại bếp. Thì ngon. Bánh. Ờ, đây. Nó ấy nè. Ừ, nuốt cái dưới lậu chơi. Chơi cái ngại có cái nhỏ liền. Không nói chung anh cảm ơn Nam nha. Ủa trời ơi, anh em. Cảm ơn Nam á. Nói chung là do mày mới có cái ngày hôm nay vui. Vui, anh em có từng cá mì đúng không? Vui lắm. Chim nhà mày á nè. Lâu lâu vậy. Chim nhà tôi nó. Ủa chắc con chim là con cú. Nhìn nó bán là biết. Dưới cà bay. Biết cà bay không? Dưới này cho đồng biết. Còn mà biết là mà tự biết mà chắc cha đâu chứ. Nó quý lắm mà đó mà. Ê làm miếng nữa, làm miếng nữa. Ê Nam. Ai đâu anh em hết mà. Em còn phải luôn. Không nói chung cảm ơn Nam. Nhờ Nam mà có mình có trầm nhậu ngon. Chứ cảm ơn cái gì vậy? Thì anh em cảm ơn cái gì vậy? Được không? Rồi mấy tay gác, được mấy tay gác. Chứ chuyện gì cảm ơn. Thôi được rồi mà. Em anh biết rồi mà. Đầu. Lâu lâu rồi tặng cặp chim anh em ăn nó vui á. Làm từng đường dặn. Ví dụ như vậy. Ví dụ em mà đem được chim giúp anh của anh cũng vui. Biết à, sao? Đừng có bảo được. Anh em góp vô thành một thành bộ 500.000 mua thùng bia. Mà đừng dặn. Chim gì cầm hướng cho không không? Chứ dẫn hài thôi, anh nghĩ uống làm đi. Tôi bảo ngươi dỡ nha, chim gì? Để uống nó có hai chai mà. Cho bạn ăn rồi mà biết chim gì? Chim nhà mày á? Cú. Cho chim tôi cho nè ở. Chim của cháu. Mày, sao mày nói mày cho ông Nhật Nhật con bách chim gì ông đưa cho ông Nhật nào? Để sao ông Nhật bách hai chim màu đấy? Ông bị ngáo rồi sao vậy? Chim lớn tôi làm giống. Dạ chết mẹ nào. Sao bách chim của nó? Con chim con, bách con chim làm giống. Em nói con cho con chim kia mà không bắt bánh con chim. Tao có bánh đứng này, hồi chiều quay này, chiều quay này. Có lộn không mày, chứ sao nó hồi chiều nó đem xuống nó kêu thằng Nam. Nó tặng bánh em cặp chim. Đây, cặp, đây. Còn cái con này không?
Đó, chết rồi. Mẹ rồi. Chết mẹ rồi, con chim đây là giống nói chập lớn vậy, không biết biết cũng còn chơi. Là cái cặp mà 8-5 ngàn là cái đó ấy. Đúng rồi hả? Chú chết mẹ. Mẹ rồi. Quá. Nó tao lại mày nằm ở lớn. Đồ đồ chết chết anh mày vô kìa Nam. Anh mày vô kìa. Không. Làm gì chú anh luôn. Vô vậy Nam. Ông này cũng biết chìm giống của em này. Ê ông Nhật đi. Làm gì do em không biết anh cho giờ đây những gì đâu mà em biết con cu nó cho mà mấy người nó bị gì phát con cu cắt mà em không biết gì. Bây giờ mày đưa con cu nó không hay là sao? Bây giờ anh đây rồi mà đưa nó từ anh ra đây anh cho anh ra đây. Từ 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 cái gì từ từ nói anh. Em biết mà tao vô. Bây giờ em biết là mày đang đồng cảm gì không? Em biết, giờ nó thâu để cho mấy anh để gì em biết anh chụp điểm chứ. Điểm chứ. Điểm chứ. Anh đứng đây chụp chứ giống quân tôi vậy. Thì do tao cũng biết hành được chỗ vậy chứ làm gì đâu mà. Mấy sao cua nó bé khỏi mặt quá cho nó đuổi cho thì sao nghĩ gì ông không biết được. Anh em cho nhau rồi dám cua này bắt cua nhau. Giờ em biết thành quá vậy chứ. Ở gì đó em cũng biết là gì đâu có giờ xin lỗi lỗi rồi em bung ra chứ lỗi phải rồi đó bao nhiêu rồi đó em gặp cua anh xem đi anh đi có coi đã lại cua gặp cua bao nhiêu là đáng lắm xem không dạ dạ dám vô cái cua vậy mà đó em mấy em đền lại đâu lỗi lần đi thôi nha lần sau nữa có đền thiệt ông luôn á rồi không tao cũng dám là nhà mày nữa luôn á chứ kìa tao sợ luôn á tao ấu thật mày tao giống nó thấy anh nhỉ không thì tao cũng qua nữa mày biết mày cũng nói không biết gì đâu chứ kêu xuống bắt cô nhậu rồi xuống bắt thôi anh không giờ anh đâu giờ nhá đâu 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 không phải gì con nói lỡ không mày bỏ qua nhận nào đâu bỏ qua làm đây đâu hả không có sao có nữa vậy thôi cũng giờ mình lỡ mình thịt mình nhậu luôn nha cái gì anh em giỡn có một xíu rồi làm gì vậy anh? Xuống không bữa nào đền nó xeo chứ gì đâu. Đền giỡn. Đang cũng vui không rồi em cho. Tại người ta giờ rồng ta cũng vậy. Không anh em cho coi. Dậy không tao không cho. Lâu lâu anh em giỡn có một xíu ấy, nói chung là Nam cho mình cặp cu á. Nam cho cặp cu á. Cặp cu người ta không có. Để giỡn á. Nếu em coi đó. Tại giờ chứ. Anh em giỡn với nhau là một xíu làm cái gì hơn rồi vậy em nhỉ? Tại giờ. Anh em không cho đừng có rú. Không cho làm trai được chưa? Đừng có rú ra tao ăn uống nữa cái trời kêu đó. Trời tỉnh gì à? Không tại gì à? Quay người mà đi đi thôi tiếp nữa làm chi? Nhưng khi người ta đã không yêu mình thật lòng, đừng bận tâm làm chi một tình. Tao giấy đi. Đừng hả? Đâu nhá, nhá. Nãy giờ hả? Nãy giờ cho anh. Làm gì cho anh to mà làm. Nãy giờ nó cho gặp chim á. Thì mẹ quay đi làm gì giải mày. Nãy giờ cho nó. Cho anh gì chẳng mình làm gì gặp đó. Gặp chim nó cho. Gặp chim cho. Cho nhậu mà. Nó cho, chứ không có ấy đâu. Cho gì mà bây giờ phải làm gì giải được. Mặc luôn mình đi. Nó cho không, mình nó cho mày kìa. Ê trời, giải nữa bị làm gì mà tao lớn nhỏ bị làm kiểu vậy vậy. Anh em giỡn giỡn xíu anh em làm ngồi đây biết rậu biết mấy anh em làm YouTube rậu. Sao rõ lớp tao mình. Tao thì thấy lớn bị làm gì vậy mà cho cái gì nó. Chết mẹ luôn, chết mẹ luôn. Tao gắt chết mẹ đó chứ mày tao gì vậy. Nói chung là anh Nhật chuẩn bị cũng gần 9 giờ rồi các bạn. Giờ tụi cái giờ đây giờ anh đi hành đạo á, anh cầm anh đi editor, anh cầm theo cái bao nữa. Số giờ mà mấy mình giỡn anh Nhật bạn của anh thằng vui các bạn ơi. Nói chung là cái màn drone này của mình với con đỏ các bạn. Đỏ hôm nay là nó tặng cho mấy mình là một cặp cu. Ưng cu đây cu gì đó? Cu Pháp. Cu Pháp. Cu Pháp màu đen mà cu nó màu trắng kêu cu Pháp mấy bạn. Phải không vậy? Phải. Phải không? Nên bây giờ 9 giờ đầu ông Nhật ông giờ mấy bạn. Giờ này á ông lái xe Enter các bạn, ông có chiếc Enter độ móc bô. Tấu là ông cầm theo cái bao mình cũng không biết ông làm cái gì đó mấy bạn. Ông bắt chim giỏi. Ông bắt gà đồ giỏi mấy bạn. Rồi chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.